Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hey và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft để bạn ơi. Trời ơi, mỗi lần mà tôi chào cái câu chào của tôi muốn tắt thở luôn á, bác nội. Rồi, và xin giới thiệu bạn, kế bên mình đó chính là Sammy. Trời ơi, Sam đi cu te đồ, trời ơi. Bây giờ tôi nói Sam nghe nè, tôi nói cho Sam nghe nè. Bây giờ nhá, tôi là Phong Cận đẹp trai rồi á. Thì tôi là chỉ cho mấy bạn biết là tôi đẹp trai thôi, chứ tôi không muốn nói cho mọi người biết là Sammy cu te rồi. Tại vì là Sammy chỉ cu te đối với một mình Phong thôi. Trời ơi, phát cơm tỏ, phát cơm tỏ. Người ta coi clip mà cứ phát cơm tỏ hoài. Trời ơi, phát cơm tỏ vậy cho mấy bạn. Bạn nào chưa ăn tối thì có thể ăn. Ok, hồi không nói nhiều nữa. Thì hôm nay chào mừng các bạn đã quay trở lại với series 100 đứa trẻ quái vật của mình. Thì như bạn đang thấy, đằng sau lưng của mình lại tiếp tục là một cái cánh cửa quái vật mới mọi người ạ. Và mọi người có biết cái cánh cửa này là gì không? Đây, mọi người có biết cái nhân vật này là nhân vật gì không? Sao biết không sao? Trời ơi, ủa gì kỳ, sao nhân vật này mặc đồ y chang tôi vậy? Anh em thích mặc tôi hả? Ủa sao cái nhân vật này tôi thấy nó mặc đồ y hệt như Sam luôn. Sam cũng là cái cà vạt nè. Thôi thì chắc là mấy bạn nào mà đọc tiêu đề thì mình nghĩ chắc bạn cũng biết cái nhân vật này là nhân vật nào rồi đúng không? Đây chính là nhân vật Slenderman, một cái nhân vật kinh dị rất là đáng sợ, chuyên bắt cóc những đứa gọi là con nít mà quậy phá mọi người ạ. Đó, thế nào Sammy cũng bị bắt cho mà coi. Gì kỳ vậy? Trời ơi, xin lỗi nha, tôi hơi bị ngoan nha, hồi nhỏ tôi nhận rất nhiều phí bán ngoan nha, không có đùa đâu. Vậy luôn hả? Trời ơi, tôi ngày xưa không chỉ là có phiếu bé ngoan mà tôi còn có phiếu bé khỏe nữa cơ, bởi vì ngày xưa tôi mập nhất lớp. Ủa, khỏe với mập có liên quan nhau không? Mập dông ăn nhiều liên quan đến khỏe. Không, trời. Ngày xưa mà chỉ cần em bé nào mà bự bự con mập xíu có nghĩa là khỏe, hiểu không? Trời ơi, không biết gì hết trơn á. Và ngày hôm nay nè, mình sẽ cùng với Sammy, bọn mình sẽ đi qua cánh cửa này. Và bọn mình sẽ cùng nhau đi bắt Slenderman em bé nha mọi người nha. Hấp dẫn chưa? Rồi, ok Sammy, bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào cái cánh cổng gọi là Slenderman này để chúng ta bắt con Slenderman baby nha, được không? Rồi, chốt đơn. Rồi, chốt đơn nè. Bây giờ nha, tôi đếm 1, 2, 3 là bọn mình chạy vô nha. Ok, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Ủa khoan từ, Sam ơi, bà có nghe tiếng gì không vậy? Có, tiếng ai kêu mà sao nghe chanh chui vậy? Ủa gì vậy? Cửa biết sao, có chuyện hả? Sao tự nhiên tôi... À trời ơi, tôi biết rồi nha. Hôm nay Sammy mày đặt kêu tôi bằng anh đồ nữa, anh Phong ơi. Trời ơi, ngại ngại. Anh Phong ơi. Ủa cái gì vậy? Ủa? Cái gì vậy? Anh ơi. Ây, đây là Mora với lại là Jabun. Ủa, hai đứa lên đây làm gì vậy? Trời ơi, bọn em nhớ anh quá trời nhớ luôn nên lên đây thăm anh nè. Trời ơi, xa quá trời xa luôn à. Trời ơi, mấy bạn ơi, chết mình rồi. À quên, mình quên giải thích cho mấy bạn biết đây chính là ai. Bây giờ mình sẽ nói cho bạn biết nha. Đây chính là hai đứa em họ của mình ở dưới quê á. Mà hai đứa này quậy phá lắm mọi người ơi. Hôm nay tự nhiên lên thăm mình. Trời, ok. Sam ơi. Sam ơi, cái gì đây? Ủa đâu ra hai đứa nhóc dễ thương vậy? Người đầu xanh, người đầu hồng dễ thương vậy? Xin giới thiệu với Sam. Cái thằng nhóc màu xanh này nè là Jabun, là em họ của tôi. Còn con bé màu hồng này á là Mora, cũng là em của tôi ở dưới quê luôn á. Cái gì kỳ vậy? Sao em họ không mà sao nhìn sao khác biệt vậy? Hai anh em là... sao khác biệt cái vậy? Em họ chứ phải là em ruột đó mà giống bà nội. Rồi, ui dễ thương quá à. Ủa hôm nay em rủ đi rồi là đi bắt Slenderman cùng luôn hả? Không vậy? Có, trời ơi, tôi với bà, một mình tôi với bà đi bắt Slenderman thôi. Còn mấy đứa nhóc này tự nhiên lên đây tôi không biết nữa. Nhưng mà tôi nói bà nghe nè, bà tránh xa mấy đứa này ra đi, bọn nó quậy phá lắm á, đừng có lại gần bọn nó, hiểu không? Trời đất ơi, ông nói gì kỳ vậy nè, hai đứa nhóc này dễ thương gần chết nè. Trời ơi, có gì đâu mà quậy phá. Tránh xa bọn nó ra, đừng lại gần bọn nó. Trời ơi, không cần, kỳ quá à. Đúng rồi, chị này nó đúng nè, bọn em dễ thương lắm. Hình như chị này là Sammy phải không? Đúng rồi, chị là Sammy á. Ui,
Dạ bố nói Sammy là người yêu của anh Phong Cận đó. Ừ, nãy giờ thấy rồi, ớn lạnh chết luôn. Cái gì vậy? Ủa, Sam ơi, tôi nói bà nghe nè, bây giờ tạm thời bọn mình gác qua cái chuyện mà đi kiếm Slenderman đi. Bây giờ bà về nhà đi, còn tôi tìm cách tôi đuổi mà nó về quê. Chứ bọn này quậy phá lắm. Cái gì mà đuổi về quê? Người ta mới lên đây, từ dưới quê lên đây thăm ông mà ông đuổi người ta về vô duyên. Tội hai em nhỏ, người ta đi bộ gần chết à. Thôi tội người ta. Rồi ok, nếu như mà Sam nói vậy đúng không? Được rồi, vậy bây giờ Sammy dẫn hai đứa đó về nhà Sam đi, đừng cho vô nhà tôi, được không? Vậy không mà bây giờ muốn dẫn luôn á, ông đuổi luôn hả? Đúng rồi, đuổi luôn á, bây giờ bà dẫn bọn nó về đi, đừng có cho bọn nó về nhà tôi. Thôi rồi, được rồi, thôi mấy em đừng chơi Phong Cận ơi, đi chơi chị nè, đó. Khóa cửa lại. Hát học dễ sợ thôi, không sao, thương chị về cho ăn bánh kẹo, mấy bánh quy nha. Rồi đi chị. Rồi bây giờ gỗ Mora với lại Dạ Bun nha, vô trong nhà chị chơi, lấy đồ chơi đồ hàng ra chơi nha. Nhớ dạ. Nha. Dạ dạ. Rồi. Ủa? rồi, bây giờ hai đứa vô nè. Đây vô không có phá cái trơn nha. Chị ngoan không phá nha. Rồi bye bye. Dạ. Bye bye chị. Bye bye chị. Rồi ok. Trời đất ơi, thấy chưa? Con nít gì đâu mà dễ thương mà ngoan hiền, chị mong Phong nở lòng nào nói người ta phá hư. Trời ơi trời, cái đồ vô duyên thôi, bây giờ đi bánh kem nè. Là đi mua bánh kem thôi. Có tiếng gì ta? Tiếng gì mà sao nghe lùm xùm hết tai vậy? Quá! Trời đất ơi, cái gì vậy? Ai phá nhà tôi vậy? Oh my god! Trời đất ơi, sao cái nhà tôi mới nãy còn vui quá em? Chị ơi, vui không? Vui không chị? Trời ơi, vui cái đồ mấy em nhà nát banh sành rồi, vui cái vỗ nào? Trời ơi, làm vui gia cư luôn, vui chỗ nào vậy? Cái gì rồi rốt cuộc không. Ai gây ra cái này? Này không phải nha, không biết nha. Này do Gia Bu làm, không có phải em, anh Gia Bu làm á. Không, hồi nãy rõ ràng Bu ra là người cầm hột quẹt đốt á, chị Sam ơi. Tất quá trời, hóa ra hai đứa lít ranh mọi người ơi. Trời ơi, thôi phải đem về thôi, đi về nha. Đi về nhà Phong Cận đi. Trời ơi, vui cái mà vui, đi về nha. Trời ơi. Trời đất ơi, bảo ơi, bỏ cửa nhanh nha. Đợi xíu, trời ơi, cái gì mà... Trời ơi, đây, cửa cái gì? Nè, trời ơi. Cái gì mà đập cái cửa tôi vậy? Đây, vô đây, hai đứa đây, vô đây. Rồi, bây giờ ông đang... Quay, đi ra ngoài, không được vô nhà, đi ra ngoài, nhanh lên. Hai đứa nhỏ này là cấm vô nhà tôi luôn, hiểu không? Tôi không cho nó vô nhà tôi luôn, rồi sao, chuyện gì? Tự nhiên dẫn nó qua đây. Bây giờ ông dắt hai đứa này về coi ép tôi đi, tôi không chịu nổi là tôi không có nhận nuôi đâu. Trời phá tốt. Tính ra là hồi nãy Sammy mới vừa nhận nuôi nó được có mỗi 15 phút mà làm gì mà giờ đuổi nó về rồi. Trời ơi, ai biết đâu, nhìn mặt cute đáng yêu rồi lại hiền thục này hóa ra phá banh cái nhà tôi bên kia kìa. Trời ơi, đích quỷ dễ sợ nè. Banh nhà gì? Ủa, đâu, qua xem coi. Trời ơi. Gì? Trời ơi, thấy chưa, tôi nói rồi mà không nghe. Tính ra là hai đứa nhỏ nó quậy lắm, tôi bảo rồi đừng có dẫn nó về nhà, không chịu nghe, hay không? Bây giờ hối hận chưa? Tôi không có biết, bây giờ ông dắt hai đứa này về đi, tôi không chịu nhận nuôi, bây giờ tôi còn không có nhà đó ở nè, bây giờ ké nữa nè. Trời ơi. Thôi được rồi, Sam ơi đừng khóc. Nước mắt sẽ cuốn Sam đi. Đừng khóc được rồi, để Phong. Ê, hai cái đứa nhỏ kia, tại sao lại phá nhà của chị Sam hả? Đâu, em có làm gì đâu. Ủa, anh Gia Bu đâu có thấy em làm gì đâu, đúng không? Không làm gì trơn á. Đúng rồi, không có làm gì hết trơn á. Chị Sammy chắc là ra ngoài quên mở bình ga. Ủa, cái gì kỳ vậy? Bình ga. Ủa, cái gì mà tự nhiên hai đứa không có làm gì mà cái nhà nó nổ? Cái này chắc chắn là mấy đứa phải làm cái gì thì nó mới nổ nè. Bây giờ, phát hiện rồi nha. Đứng im coi. Không thấy gì hết. Ba lô Hero Team đồ ha, trời ơi. Cởi ba lô ra nhanh lên, bây giờ có nghe không? Không nghe. Anh Gia Bun cởi đi. Bây giờ cởi không? Sam, lấy cho tôi cái rồi nhanh lên. Rồi, tôi bật cái cây. Đây. Thấy không? Trời ơi. Giờ nói là lấy cái roi thì mới biết được cái ba lô. Đưa cái roi này. Bây giờ nha, anh sẽ kiểm tra ba lô của hai đứa mà anh phát hiện trong ba lô có bơm hay là gì đó ha, là anh cho mỗi đứa 10 roi. Rồi, roi này nhỏ lắm. Trời ơi. Cái roi bé tí tẹo luôn, quýnh phát mà nó lùng lại luôn. Rồi bây giờ coi nè, để kiểm tra coi. Không có gì, cái gì vậy? Trời ơi, cái gì? Trời ơi, nó ở dưới quê lên, nó không mang quà bánh cái gì dưới quê lên tặng cho mấy anh, mà nó mang TNT lên tặng cho mấy anh chị. Trời ơi là trời. Quậy quá trời quậy. Thôi, vậy là cái nhà này là do hai đứa làm nổ đúng không? Đúng. À, anh Gia Bu làm, em không có làm. Quên mất.
Không, mà Moga làm á, Moga cầm hộp quẹt á, rõ ràng Moga cầm hộp quẹt đốt trời mà. Trời ơi, mẹ, mẹ. Cầm hộp quẹt cho ông bây ơi. Giờ, bây giờ anh nói nghe nè, anh không có thể nào mà chấp nhận cho hai đứa ở đây được, hai đứa quá quậy. Rồi bây giờ á, hôm nay thì đốt cái nhà chị Sam, rồi mai mốt mấy đứa đốt luôn cái ga Minh Hao rồi sao đúng không? Cho nên bây giờ, anh sẽ đuổi mấy đứa về quê, đi về quê nhanh lên. Bọn em chỉ muốn lên đây thăm anh mà anh đuổi tụi em về. Em là những đứa trẻ đáng thương mà đúng không? Đúng rồi, đúng vậy. Trời ơi, khổ thiệt luôn á. Sam ơi Sam, tính ra là mấy đứa nhỏ này á, bọn nó khóc rồi tôi cũng thấy thương quá. Nhưng mà bây giờ bọn nó quậy quá, không cho nó ở nhà một mình được. Trời, tôi không chịu đâu nha. Bây giờ nhà tôi mà không cho nó ở thêm lần nữa là nó banh cái nhà luôn, không còn cái nhà luôn, còn cái nịch trong á. Thôi được rồi, bây giờ như thế này đi, anh quyết định như thế này nè. Bây giờ anh sẽ cho hai đứa ở trong làng Hero Team, nhưng mà chỉ được ở đây một tháng thôi, không được ở lâu. Nhưng mà cũng không cho mấy đứa ở trong nhà của anh chị đâu, mấy đứa quậy lắm. Bây giờ anh sẽ xây cho mỗi đứa một căn nhà riêng, chịu không? Wow, yeah. Có nhà đi. Trời ơi, nó quậy quá mấy bạn ơi, thời luôn á, đúng là. Hey, chắc là mấy bạn nào mà xem video của mình, mấy bạn cũng biết Phong là một cái người tính quậy phá đúng không? Thì hai đứa em Phong nó còn quậy hơn cả Phong nữa, trời ơi là trời. Thôi được rồi, bây giờ là chúng ta cùng nhau đi xây nhà cho hai đứa nó đi Sam. Không thôi là bà muốn okay. Bị nhà. Bà có muốn ở nhà tôi bị nổ theo luôn không? À, trời, tôi muốn nó cho bằng nhau đi, mệt ghê luôn. À, em không cho em tôi đâu. Không có chuyện đó, nhà tôi không thể nào nổ được, nhà tôi xây hơi bị tốn kim cương đó. Được rồi, đi theo anh nhanh lên. Rồi, đi. Nổ ghê á trời. Ok bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xây nhà cho gọi là Jabun với lại là gấu Mora nha các bạn nha. Ok thì bây giờ Sammy sẽ xây nhà cho gấu Mora tại vì là hai đứa con gái xây nhà sẽ hợp với nhau hơn, hiểu không? Ok rồi. Còn tôi với Jabun là sẽ xây nhà với nhau nè, hai thằng trai sẽ xây nhà với nhau hợp lý hơn, được rồi. Bây giờ Jabun, em muốn xây nhà như thế nào nè để anh xây cho? Nhà màu gì? Hả? Em muốn xây nhà màu xanh ngọc bự hơn nhà của chị Cam Vui, cao thì là cao vậy luôn. Em ơi, tính ra nhà có một mình em ở mà em xây cái nhà chi mà cao hơn bự hơn nhà Cam Vui vậy? Anh không có xây nổi đâu. Đúng rồi. Cam Vui tham lam hay đúng là rồi. Chị Sammy? Đây. Chị xây nhà nhỏ thôi, em không có xích to đâu, chị xây cỡ bằng cái tòa nhà bự bự kia kìa đó. Chữ hơi vô tim gì kìa. Trời ơi, đi về nhà đi. Trời ơi, hai đứa đích quỷ không à, nhờ cái nhà đâu xây bự như tháp Eiffel vậy. Trời ơi, anh nói hai đứa nghe nè, hai đứa nhỏ xíu rồi, bây giờ anh xây hai đứa nhà nhỏ nhỏ thôi, sống thôi được rồi. Rồi bây giờ đã xây nha, Sam xây đi. Ok, bây giờ anh nói với Abun nghe nè, giờ em thích màu xanh ngọc đúng không? Trời ơi, màu này là màu của Simmy, em không chọn màu giống màu của anh. Trời. Rồi không, bây giờ nha. Anh sẽ xây cho em cái nhà màu xanh ngọc bằng kim cương luôn. Phải không? Được rồi anh, trời ơi, kim cương nhìn thích đây. Nhà anh giàu mà, Rồi bây giờ để coi coi nhà anh với nhà Sam nhà ai xây đẹp hơn nè. Ok, đây xây ra nè. Đó. Trời ơi, nhà ông nhìn lắm nhất gà đâu. Trời chỉ ơi. Cần cái nhà nó bự thế này thôi là được rồi nè. À, như thế này thôi. Rồi chỗ này cái cửa nè. Ok. Rồi đó, được rồi. Bây giờ mình sẽ xây một cái công trình thật là đỉnh cao luôn nha các bạn nha. Ok, xây thôi. Rồi, bây giờ mình đã xây gọi là dường như gần xong cái nhà cho gọi là bạn Jabun của chúng ta nè các bạn. Ủa còn nhà của Mora sao? Trời, cái nhà Mora gì đâu mà nhìn y hệt như là cái cục sô cô la. À, đúng rồi, cục sô cô la. Trời, mình tính nói là cục sô cô la nha các bạn nha, chứ mình không có tính nói là cái cục gì khác đâu nha. Trời ơi, nhà người ta đáng yêu cu te phô me hụt lựu gì mà nói chuyện gì kỳ vậy? Trời ơi, sao mà tôi nói Sam nghe, Sam này không có kiểu gọi là ý tưởng đỉnh cao gì hết trơn. Mora là nó có thêm màu hồng nè, xây cái mái nhà màu hồng cho nó đẹp. Chưa xây xong mà trời ơi. Mưa chưa phải là Tết nha bạn ơi, từ từ bình tĩnh bạn ok ơi. Còn Jabun thì Jabun có cái tóc màu vàng vàng ở phía trước nè, anh sẽ xây cho Jabun một cái mái nhà màu vàng cho nó hợp đó. Thôi không, em muốn có vàng cơ, có vàng để cho nó xịn sò. Trời ơi, tham giờ quay trời ơi các bạn ơi, thằng nhóc này đúng là em họ của mình, tham y hệt với mình luôn. Trời ơi, ok, bằng vàng đúng không? Rồi cho bằng vàng luôn, trời ơi. Thôi, không sao đâu bạn. Giờ mình xây cho Jabun 21 nó về quê mình lấy lại á, mình đâu cho luôn đâu đúng không? Sẽ lấy bằng vàng xây cho nó luôn. Ok. Rồi. Đấy, bằng vàng luôn nha, nhà VIP nhất làng Hero Team luôn. Đó. Rồi, ok bạn ơi, và sau 30 phút thì mình với Sam cũng đã xây xong nhà cho Jabun với lại là Mora nè các bạn ạ. À. Đấy, thì ở đây nè, đó.
đầu tiên nha, tôi review trước cho coi nè. Cái nhà của tôi là thắng ba chắc rồi, tại nhà tôi là bằng kim cương với bằng vàng luôn. Trời ơi, bạn em ơi, không phải biết, cái biết, gì biết mà bằng kim cương cũng thắng hết bạn ơi. Đúng, đúng, đúng. Rồi đầu tiên này nha, thì tôi xin giới thiệu, cái nhà là nhà của Yabun, nó có màu xanh với lại màu vàng của Yabun nè. Và ở đây tôi còn khuyến mãi cho Yabun con thú cưng nữa. Đó. Con vàng ơi. Con gì đây? Ý được nha. Mố là đem đi chọc Moda được á. Ừ, hợp lý. Trời ơi, đúng là em con quá. Tính ra nhìn con vàng nhìn nó dễ thương mà đúng không Yabun? Ừ, đúng rồi, dễ thương ghê. Trời hương muốn chết luôn. Trời ơi, trời ơi. Đó, cái con này nè, chúng ta sẽ để làm thú cưng, hiểu không? Mỗi ngày chỉ cần cho nó ăn tí đồ ăn của cuốn thôi là được. Rồi. Không, không anh, em thấy cái nhà bên này làm bằng sô-cô-la nè, mỗi ngày đem qua cho bên này ăn được hả? Ừ, đúng rồi, đem cái nhà sô-cô-la qua cho nó ăn. Ok, rồi, tiếp theo nữa là ở bên trong nhà. Đây, xin mời vô, xin mời vô. Đây. Ủa, cái nhà gì đâu mà kỳ cục vậy? Cái nhà này á, tôi tại vì là... Tại vì là anh biết là Yabun nó hâm mộ anh lắm, cho nên anh quyết định anh để hình của anh vô cho nó ngắm. Trời trời ơi. Ủa, trời. Không, Yabun qua đây hỏi coi em hâm mộ ai nhất trong LT nè, em hâm mộ ai? Sao cái mặt của nó sợ vậy? Em nhìn xong em kiểu em ấn lạnh luôn anh. Trời ơi, thì ghê quá thấy nè, nè nha, tính ra cái nhà này là anh xây cho em nha. Cái mặt em như thế này là sao hả? Đâu, quay cái mặt qua coi. Quay cái mặt coi. Trời ơi, vui quá, được anh mong trận xây nhà vui quá. Có hình anh mong trận yêu ghê. Mới thấy cái khuôn mặt của Yabun hình như nó đang hoảng sợ sao bạn, sẽ tự nhiên giờ đổi cái mặt khác rồi. Người quá à. Ok, thôi không sao. Ấy, mỗi buổi sáng khi mà em ngủ dậy, em quay qua cái là em sẽ thấy anh ở bên cạnh em. Sẽ thấy anh ở bên cạnh em. Đó, quá đẹp trai luôn. Ok, tiếp. Trời ơi, trời. Sao qua đây? Khổ quá thôi. Qua đây. Đây. Trời ơi, cái nhà này đâu mà nhìn nhức mắt gì sợ đây. Nhà chị em tôi nhìn đơn giản. Đâu? Màu mẹ không cần nhiều. Một cái màu nè, màu nâu đáng yêu sô-cô-la cùng với màu hồng dễ thương. Hiểu chim chí đúng không? Đúng rồi. Nhìn à? Nhìn cái nhà gì đâu mà nhìn như cái cục sô-cô-la. 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 Tôi có nói là cục gì đâu. Trời. Rồi, trời ơi, review vô nè. Bên trong thấy không? Trời ơi, nó ấm cúng gì đâu không? Vô mà cảm giác muốn nằm ngủ lên cái giường luôn á, thấy chưa? Trời ơi. Cái giường nhìn cái màu y hệt như cái màu của cục sô cô la. Đúng rồi, tôi ý tôi là cục sô cô la. Trời ơi, nói chung là cũng đẹp. Trời ơi, cái chứng mạnh cái cục là cái gì? Đây còn đây là có gấu bông nè, thấy không? Linh vật của người ta mô ra là gấu bông á, trời, là quay là gấu nè, gấu nâu nè, thấy chưa? Chị xem nó màu quá, anh Phong năm rồi chu. Vậy luôn hả? Rồi ok, được luôn. À, mình quên nữa bạn ơi, hồi nãy giờ bọn mình quên nói cho bạn biết là Yabun với lại là Mora cũng có kênh YouTube luôn nha. Mình sẽ để kênh YouTube của hai bạn này ở bên dưới phần bình luận á, mấy bạn nhớ hãy xuống dưới vào trong kênh của hai bạn này và đăng ký ủng hộ cho hai bạn này nha. Ồ, đúng rồi. Bây giờ như thế này nè, nhà cũng đã có rồi. Thôi bây giờ hai đứa ở đây đi, bây giờ anh chị về nhà nha. Đúng rồi, ở đó nha, không có chờ, không có đi về nhà anh chị nha. Đúng em rồi, không, tôi... mấy đứa làm ơn ở đây đi, đừng đi theo anh chị, anh cầu xin mấy đứa. Hả? À, sao? Em bạn ơi, sĩ, bây giờ tôi còn nhà đâu mở, bây giờ tôi ở đâu đây? Ôi, giờ còn sao qua ở nhà? Chung với Phong thôi, có gì đâu. Thôi thầy, tôi đi về ha, Phong ơi, nhà cho ông đâu. Sam ơi, một túp liều chanh hai quả tím vàng, Sam ơi. Ôi, Sam ơi, lại đây với tôi đi, trời ơi, tôi nói giỡn, tí nữa tôi xây lại nhà cho Sam được chưa? Trời ơi, khổ quá, đây, đây. Hơi khổ thiệt sự luôn á. Thôi được rồi, bây giờ là nhà của mấy anh đứa xong rồi. Anh Phong cận ơi. Hả? Anh Phong cận ơi, em có quà tặng cho anh nè. Ủa, trời ơi, có quà. Trời, từ sáng đến giờ mới thấy mà nó tặng quà cho mình các bạn ơi. Tính ra từ dưới quê lên. Nó từ dưới quê lên, nó không mang quà cáp gì hết, là mình đuổi về quê vậy. Giờ nó kêu nó có quà cho mình, trời ơi, mừng quá. Rồi đâu, quà đâu? Vô, ra muốn vô. Nè, chuẩn bị nha. Chị Sáng với anh Phong nhìn nha, đừng có chớp mắt nha. Ủa, làm gì vậy? Mình không chớp mắt vậy. Rồi, chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Ủa, cái gì vậy ta? Uầy, uầy. Cái gì mà có tiếng tiếng nhà vậy? Uầy. Oh my god. Giờ ta chẳng còn gì, mai chẳng tay mà thôi. Trời ơi, trời. Cái gì vậy? Trời ơi, trời, hai cái đứa giúp con này. Cái nhà mới xây ra xong bây giờ nó phá. Trời ơi. Ơi, kiểu này dạ tôi nói thật luôn, ship một vé đưa từ là tàu hỏa tên lửa gì đem về quê giúp tôi nha. Ship hai đứa về quê giúp tôi nha. Trời ơi, bạn ơi, hai đứa em của mình nó quậy quá, thôi mình chịu hết nổi rồi, mình quyết định đuổi nó về quê, không cho nó ở đây nữa. Vui dữ luôn. Mày đốt nguyên cái làng Hego Team luôn. Yeah. Ở là
lần sau có nguyên Yami Hao nè, đốt luôn cái Yami Hao cũng được nữa. Trời ơi, nó tướng. Trời vui gì mà nó vui. Ủa, Moda ơi, cái ông này là ông nào vậy? Xin giới thiệu với lại hai đứa, ta chính là Slenderman. Nhiệm vụ của ta tới đây là để bắt hai người và mang hai đứa trẻ hư này về để chân trị. Có đâu một